Thưa quý vị, bạn tin kể là bạn tin từ nước Úc cho hay. Thưa quý vị, bạn tin từ Úc cho biết rằng là chính phủ Úc đã yêu cầu Tòa đại sứ Trung Hoa và nước Trung Hoa phải giải thích các lời đe dọa tẩy chay kinh tế của Úc sau khi Úc đề nghị lập một ủy ban quốc tế điều tra vụ coronavirus, nguyên nhân từ đâu và virus đó do ai tung ra. Đây là một cái đề nghị hết sức là hợp pháp và làm cho các quốc gia trên thế giới trong cái dịch bệnh coronavirus này hết sức lo lắng vì cái sự bất minh, không có tiết lộ nhiều và che giấu sự thật của chính quyền tại Trung Hoa. Nước Úc đã đề nghị lập một ủy ban quốc tế nghiên cứu và điều tra vụ này, xem thử rằng tại sao người Trung Hoa giấu giếm và giấu giếm như thế nào, nguồn gốc của coronavirus đến từ đâu. Ngay sau khi chính phủ Úc đưa ra lời tuyên bố nói trên, Tòa đại sứ Trung Hoa đã, ông đại sứ của Trung Hoa ở tại nước Úc đã đưa ra một lời nhận xét. Ông nói rằng là người dân Trung Hoa hiện nay đang ăn thịt bò của Úc, người dân Trung Hoa hiện nay đang đi học ở tại các đại học của Úc. Thế thì nước Úc muốn người dân Trung Hoa bỏ ăn thịt bò Úc hay là không đi học đại học Úc để đem tiền lại cho nước Úc hay sao mà lại đưa ra những cái đề nghị lạ lùng như vậy? Nước Úc lập tức trả lời và họ cho rằng là đó là những lời đe dọa vô lý, không cần thiết và rõ ràng là cái thâm ý của người Trung Hoa đã tỏ ra một cách rõ rệt ở trong những cái lời đe dọa nói trên. Do đó họ đã đưa ra các cái lời phản đối hết sức là dữ dội đối với Tòa đại sứ Trung Hoa ở tại Đức. Ông đại sứ của Trung Hoa ở tại Đức lập tức ở tại Úc. Thưa quý vị, đại sứ của Trung Hoa ở tại Úc lập tức đưa ra một lời tuyên bố mới và nói rằng là ông không bao giờ tuyên bố như trên trong cái vụ này. Thì đây cũng là một trong những cái chuyện mà người ta cho thấy rằng người Trung Hoa vẫn luôn luôn giữ một cái thái độ hết sức là kín đáo và hết sức là giấu giếm về vấn đề corona virus. Gần đây phía Hoa Kỳ cũng đưa ra những cái nhận xét tương tự khi một dân biểu Hoa Kỳ đưa ra những nhận xét nói rằng là người Trung Hoa vẫn đang còn giấu giếm và muốn ăn cắp hồ sơ kỹ thuật của Hoa Kỳ một cách chính thức khi mà đưa những sinh viên của Trung Hoa đi qua đây để mà học những vấn đề kỹ thuật như là trí thông minh nhân tạo, như là những kỹ thuật về công nghệ cao. Ông đề nghị với chính phủ Hoa Kỳ nên để cho người Trung Hoa, sinh viên Trung Hoa học những cái chuyện về văn chương, kỹ thuật còn hơn để cho họ học về những cái vấn đề khoa học kỹ thuật, vì đây là một trong những phương pháp đánh cắp khoa học kỹ thuật của người Hoa Kỳ một cách hợp pháp. Đó là một trong những cái chuyện mà Hoa Kỳ đã đồng ý với người Úc trong cái vụ mà điều tra về vấn đề corona virus nguồn gốc như thế nào. Tổng thống Trump đã nhiều lần đề nghị chuyện này và ông cũng đề nghị như nước Úc lập một ủy ban quốc tế để mà tìm nguồn gốc của virus corona, xem thử rằng tại sao mà nó có, và họ, tất cả thế giới đều nghi ngờ sự thành thật của người Trung Hoa trong vụ này.